Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục Tâm An gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Lật mặt, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta tiếp tục lắng nghe cuộc đời của cô gái tên là Tuyết. Sau khi mà chưa thể nào tìm được bí mật về cái chết của chị Vân thì cô lại vướng vào chuyện tình cảm dành cho cảnh và có với anh một đứa con. Nhưng mà sự thật thì Tuyết lại không được gặp con trong hai năm trời. Tại sao lại như vậy và cuộc đời của cô tiếp tục vấp phải khó khăn gì? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 5 của ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Tâm An xin được gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện ngay bây giờ. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tuyết đến Hạ Long vào một ngày nắng đẹp. Khách sạn mà công ty chọn ở lại là khách sạn của người đàn ông tên Hùng người năm xưa có một người mẹ bị lẫn và được tuyết mua tặng bánh mì cho ăn nhìn thấy tuyết đến anh ta đon đà chào em em còn nhận ra anh chứ anh là hùng mà cái hôm mưa gió em giúp đỡ cho mẹ anh đấy dạ vâng em nhớ em chào anh ạ à. trái đất này đúng là tròn thật em đi cùng với công ty hay sao dạ vâng em đi cùng với công ty đây là khách sạn của anh nên nếu như em cần cái gì cứ bảo với anh anh hỗ trợ nhiệt tình nhé dạ vâng chắc là em không cần gì đâu ạ à? anh có việc phải đi hẹn nên là gặp em tối hôm nay nhé dạ vâng mấy chị cùng phòng và liên lúc này ồ lên này quen hẳn chủ khách sạn cơ à thế mà chả chịu nói với ai lời nào mày giỏi thật đấy có cái gì đâu mọi người đừng nhìn em như thế thôi chúng ta đi nào một anh cùng cơ quan tổ của tuyết mời mọi người ra bến cảng ngắm cảnh và ăn ở đó cho gần. Vừa ra đến bến cảng, cả đoàn đang đi bộ ngắm nhìn biển cảng rộng lớn và tấp nập. Mấy chị trong công ty lại nói đùa. Làm dân buôn vẫn sướng nhất mọi người nhở. Giàu tiền lại thoải mái thời gian, như mình làm công ăn lương, cứ nghèo mãi thôi. Mỗi người mỗi nghề, làm sao ví von thế được? Thấy tiếng đoàn xe của cả công an hô người đi dẹp qua một bên, khiến cả đoàn dẹp gọn lại. Liên thở dài. Chắc là có sếp nào đến kiểm tra rồi đấy. Đi cả đoàn thế này cơ mà. Giữa ánh nắng của mùa hè, chiếc xe đen ở giữa dừng lại. Cảnh bước xuống giữa đoàn người và đang đi kiểm tra. Anh ta trong bộ đồng phục hải quan cấp cao, đi theo sau là bao nhiêu cấp dưới và trợ lý. Liên bất giác quen mồm. Anh Cảnh. Liên vội vàng ôm lấy miệng. Tao quên, Chết sở rồi Tuyết. Cảnh liền quay lại nhìn theo phản xạ. Anh thấy Tuyết đang đứng phía sau. Cả hai bỗng thấy nhau sau hai năm xa cách. Kể từ cái ngày ở bệnh viện đó, Tuyết chưa từng thấy mặt cảnh thêm một lần nào nữa. Bà trường phòng của Tuyết ghé tai của Liên. Này, ai đấy? Sao lại cứ nhìn cái Tuyết nhỉ? Chồng của Tuyết đấy chị. Cái gì? Ôi cha mẹ ơi, chồng nó làm chức to thế kia. Mà nó còn đi làm văn phòng à? Làm vì đam mê đấy à Tuyết định bước tới hỏi Thì cảnh quay đi coi như không quen biết Tuyết dừng chân lại Cô cảm thấy tim của mình Lỗi đi một nhịp Cảnh tới đây để bắt những chiếc xe sang Được chuyển từ bên nước ngoài về Theo diện trao tặng Họ làm chui để trốn thuế Trong công việc thì anh ta luôn nghiêm túc Ánh mắt vô cùng nghiêm nghị Và hành động lì dứt khoát Khi mà hô câu bắt hết Liền nắm tay Tuyết và kéo đi thôi, anh ta coi mày như người dưng rồi đấy. Thì vốn dĩ là người dưng, chỉ là muốn bước tới để hỏi thăm xem anh ấy có khỏe không và con của chúng tôi thế nào. Nhưng dường như khó có thể mở lời lắm, khó có thể nhìn mặt nhau. Thôi thì mình cứ như anh ta nói là quên hết đi, cứ quên hết mà sống. Đúng rồi, phải quên đi mà sống thôi. Cảnh đứng bên trên lúc này đang chỉ đạo bắt hàng anh ta nhìn tuyết và đám người đi cùng và dần sao khuất bảo lúc này thở dài lên tiếng khi nãy hình như cô tuyết định hỏi gì đó tốt nhất là không dính dáng gì đến nhau nữa thì phải xem nhau như người xa lạ như thế tốt hơn cho cả hai em biết anh làm vậy để giải thoát cho cả hai anh cũng khó xử khi cô ấy lại là con của kẻ gây ra cái chết cho chị linh còn tôi lại là kẻ thấy chị cô ấy sắp chết mà không cứu duyên nợ quá nhiều càng ở cạnh nhau lại càng khiến cho nhau tổn thương tại nhà của yến cô ta điều tra về cô gái hôm trước đi cùng với cảnh một thám tử lên tiếng theo điều tra thì cô gái này là em gái của bạn cậu cảnh hai người có mối quan hệ khá thân thiết cô ta tên là lan ngọc thần đến mức nào cùng nhau đi ăn tối thường xuyên, cùng nhau đi xem phim. Nói vậy khác nào là hẹn hò chứ? Chính xác là như vậy, đang trong quá trình tìm hiểu. Tôi hiểu rồi, cứ theo dõi họ cho tôi. Thám tử vừa đi, Yến bắt đầu đập hết ly trà trên bàn và hét lớn. Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi nhanh như thế? Anh nói anh chờ em, vậy mà anh đi cưới người khác và anh hẹn hò với người khác là như thế nào? Vũ Đức Cảnh Em ghét anh Cô giúp việc ôm bé bông đi lại Lúc này thấy sợ hãi Khi thấy mẹ giống như người phát điên Tuyết ngồi ăn bên nhà hàng Nhìn ra ngoài biển Gương mặt của cô rất buồn Chị trưởng phòng lại trêu ghẹo cô Này chị hỏi thật nhá Cái người mặc đồ hải quan cao cấp đấy Là chồng của em đấy à Tuyết nhìn sang Liên Liên vội vàng xua tay Tao chót nói rồi Dạ vâng là chồng cũ Chúng em chia tay hai năm trước rồi chị Ô thật á Thảo nào nhìn nhau cứ như không quen biết Thôi em ạ à, Người đấy thì đầy tiền Chắc là lấy vợ mới rồi cũng nên Em không rõ Chồng cũng sinh Mà đã một đời chồng rồi cơ đấy Mấy chị cùng làm cố tình nói chuyện khác Bởi vì thấy bà trường phòng vô duyên Nào chị Trinh Ăn thêm đi Hải sản ngon lắm có cái gì cứ gọi cho chị nhé tuyết đi ra bên bờ biển nhìn xa biển càng và thở dài liền bước ra xin lỗi cô nãy tao chót lỡ lời mày đừng thôi không sao đâu hành động khi nãy của anh ta làm cho tao thêm quyết tâm phải quên đi tao chỉ mong rằng con của tao luôn được hạnh phúc và khỏe mạnh mày cứ yên tâm đi họ nhà giàu như thế không để cho thằng bé thiếu thốn cái gì đâu cảnh trong bữa ăn tối có hai cha con thấy tôm cứ gầy gầy đồ ăn anh ta liền hỏi sao thế con đồ ăn không ngon à mẹ tuyết của con cảnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai nói như vậy ai dạy con nói như thế thằng bé cúi đầu khi cảnh quát lớn anh ta gọi cho gió dạ có tôi hôm nay thằng bé ở nhà gặp ai à cuối tuần nên tôm ở trên nhà cụ Chơi cả ngày hôm nay thưa cậu Cô cho nó ăn nốt đi Tôi lên nhà trên có việc Cảnh vội vàng đi lên gặp ông cụ Cụ đang đánh cờ với người dưới Thay mặt của cảnh không vui Ông cụ đoán ngay là có việc Đến đây để chào hỏi ông Hay mày đến đây để ăn thịt ông đấy hả Ông dạy tôm Biết về mẹ của nó có phải không ạ à? Nó lớn rồi Nó phải biết tên của mẹ nó chứ Nhớ ai đó hỏi mẹ nó tên gì nó lại trả lời là không biết Thì có phải là nhục không Con sẽ nói với nó sau Chứ không phải là lúc này Chờ anh nói chắc là nó lấy vợ Nó gần 3 tuổi đến nơi rồi Mà không biết tên của mẹ mình Nghe có xót xa hay không Thằng chất của tôi nó nhanh nhẹn Nó khôn ngoan, nó thông minh Anh cứ xem lại bản thân của anh đi Anh đã làm bố tốt chưa Thế nào là người bố tốt Là phải đủ cả bố cả mẹ cho con Ông thôi đi ạ à? Cháu lấy vợ sinh con đúng như ông mong muốn. Bây giờ cuộc sống của cháu ông làm ơn. Để cho cháu tự quyết định. Lấy ai, muốn ở bên cạnh ai là việc của cháu. Từ trước đến nay, mày luôn làm như những gì mày muốn. Ngay cả việc lấy mẹ thằng Tôm là do mày tự quyết định lấy. Rồi khi biết nó là con gái của kẻ gây ra tai nạn cho vợ mày, thì mày lại chút giận lên nó. Nó làm cái gì sai hả? Ông hỏi mày một câu như vậy thôi, Cháu sẽ ra khỏi nhà Nếu như ông còn tiếp tục dạy thằng bé như vậy Cảnh quay đi Nhưng ông cụ vẫn đánh cờ với người dưới Hôm nay hai đứa vô tình gặp nhau rồi đi à Dạ vâng thưa ông cụ Nhưng không ai chào hỏi ai Tôi cá với cậu Vãn cờ này tôi thắng Dạ vâng thưa cụ Tuyết được anh hùng chủ khách sạn mời đi ăn tối Cô liền nói ngay Em ăn tối rồi hay là chúng ta đi uống rượu ạ? À? Uống rượu ấy à? Ok, được thôi anh mời. Anh đưa em đến quán rượu ngon nhất Quảng Ninh nhé. Dạ vâng. Quán rượu ngon nhất vùng Quảng Ninh này lại thuộc sở hữu của Vũ Đức Cảnh. Cảnh đưa Lan Ngọc tới đây để uống rượu cùng với bạn bè ở trên tầng 2. Tuyết và Hùng đi từ thang máy bằng kính lên tầng thượng xuống. Từ trong thang máy, Cảnh và Tuyết lại chạm mắt nhau khi anh ta đúng lúc nhìn ra thang máy. Tuyết quay đi, đúng lúc va vào Hùng, anh ta đỡ nhẹ Tuyết. Em sao thế, chóng mặt à? Dạ, em không sao. Cảnh thấy Hùng có cử chỉ thân mật với Tuyết, anh ta đặt ly rượu xuống bàn. Lan Ngọc bên cạnh nói thủ thì vào tai. Đêm nay bố mẹ em đi vắng, anh qua nhà em ngủ nhé. Anh phải về với con trai của anh. Nó lớn rồi, cứ kẻ kẻ như thế, sau này nó không quen rời xa anh thì lại chết dở ấy còn bám bố là chuyện bình thường anh chỉ sợ nó không bám anh thôi ghét anh thật có ai yêu mà khổ như em không muốn ở bên bạn trai một chút mà còn khó uống đi anh bù cho em sau cảnh chạm ly vào ly rượu của lan ngọc rồi nhìn xuống thấy tuyết và hùng đã biến mất vào phòng nào anh không biết cảnh lúc này ánh mắt đầy vẻ không vui hùng và tuyết ngồi đối diện với nhau anh ta lịch sự rót rượu vào ly của cô anh không nghĩ tuyết lại thích rượu hôm nay em có chuyện buồn em có thể nói cho anh biết vì sao không biết đâu anh có thể chia sẻ với em hôm nay em gặp lại chồng cũ sau hai năm chia tay em có một đứa con nhưng từ khi đẻ ra con ở với bố và em không có quyền đến thăm con tại sao lại không có quyền khó nói lắm anh ạ à. em sai nên em phải chịu cảnh xa con Chồng em là người Quảng Ninh sao? Ừ Là ai thế? Em nói tên đi Anh đòi lại công bằng cho em Anh uống đi Anh ta là người khó động tới lắm Em cứ nói ra đi Ở cái đất này Anh cái gì cũng làm được Tuyết chỉ cười nhạt Cảnh và Tuyết vô tình chạm mặt nhau Ở cửa nhà vệ sinh Lần này cả hai nhìn nhau đối diện Tuyết có vẻ đã say Chịu mắt Nhưng cô mở lời trước Tôi biết hỏi han nhau là điều không cần thiết Nhưng tôi chỉ muốn hỏi Con trai của tôi có khỏe không? Cảnh đi lướt qua vai của Tuyết và không trả lời Mặt anh ta có vẻ rất khinh khỉnh Tuyết bật cười nhẹ như mỉa mai cho tất cả Cô lảo đảo đi ra ngoài Hùng chờ sẵn cô Em lên xe đi Đi không vững, có cần anh đỡ không? À em không sao, cảm ơn Tuyết liền chạy ra góc sân để nôn thốc nôn tháo hùng đi ra và vỗ vào lưng cô em cứ nôn hết cho nhẹ rượu ở đây nặng lắm cảnh đưa bạn gái đi về thấy hùng đang vỗ lưng của tuyết lan ngọc liền phụng phịu nhìn người ta yêu nhau kìa chăm sóc nhau kìa còn em ý, yêu phải cục gỗ nên đành phải chấp nhận thôi đàn bà say xỉn không tốt cũng không phải là những cô gái đàng hoàng ơ ừ, sao anh nói to thế hùng quay ra nhìn thấy cảnh và lan ngọc đi lên xe tuyết lau miệng rồi cô lên xe nằm xin lỗi anh hôm nay em say quá anh biết rồi say thì có nhiều cái vui anh cũng tây tây rồi đấy cảnh đi được một đoạn thấy xe hùng đèo tuyết đi vụt qua vẻ mặt của tuyết say mềm nằm ngửa cổ ở ghế phụ cảnh phanh xe nói với lan ngọc em xuống xe đi anh chợt nhớ ra có việc gấp em đi taxi về nhé Ơ, ừ, chuyện gì ạ? À? Nói sao? Lan Ngọc đứng ở đường và xe của Cảnh vụt đi. Cô ta phụng phịu, Cảnh phóng xe để đuổi theo xe của Hùng. Tuyết say mềm cả người, Hùng thấy cúc áo của cô bị bung một nút, khiến cho khe hở ở ngực cô. Cô mặc một chiếc áo lót màu đen, anh ta nuốt nước bọt rồi đánh xe vào tầng hầm, bế Tuyết vào thang máy. Cảnh thấy Hùng bế vào thang máy, nhưng anh ta chạy tới không kịp. Thang máy đóng hiển thị ở thang đi lên tầng 5. Cảnh vội vàng chạy cầu thang bộ lên tận tầng 5. Cảnh chạy bộ mồ hôi anh ta nhễ nhại, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Miệng anh ta lầm bầm và chửi thề. Chết tiệt! Hùng đưa Tuyết vào một phòng mà không trả cô về phòng của cô. Anh ta cởi bỏ áo của Tuyết và hôn lên cổ của cô. Em đẹp lắm, em có biết không? Cảnh lên tới hành lang nhìn xung quanh quá rộng và không biết Hùng đi về hướng nào. Anh ta liền hỏi người đang dọn dẹp. Cô có thấy một người đàn ông bế một cô gái lên đây không ạ? À? Cái đó... Đây là vợ của tôi. Cô phải nói. Nếu không thì à, cô phải đi tù vì tội che giấu đấy. Phòng 506 đấy. Ờ, à, nhưng mà đấy là phòng xếp tôi. Chị cho tôi mượn thẻ phòng. Nhanh lên! Anh đừng nói là tôi chỉ nhá. Tôi đi làm kiếm tiền khó khăn lắm. Chị cứ yên tâm, chị giúp tôi đi. Cảnh nhờ chị lau công mở cửa phòng, vừa vào thấy Hùng đang kéo khóa quần của Tuyết. Bên trên anh ta đã lột hết sạch áo của cô. Cảnh như phát điên, lao vào đấm Hùng liên tục. Thằng chó chết, hôm nay một là mày chết, hai là chúng ta cùng chết. Hùng không biết rằng Cảnh là một võ sư karate tai đen thập đằng. Mày là thằng điên nào? Tao là chồng của đứa đang nằm trên giường của mày đấy. Hùng sợ hãi liền vội vàng xua tay. Này, tôi chưa làm gì, tôi thể, tôi mới chỉ cởi áo. Anh tha cho tôi. Anh ta bị đấm liên tục tới mức sợ quá, ôm lấy miệng đầy máu me. Tuyết cử động khiến cho cảnh mất tập trung, làm Hùng vội vàng vùng dậy, ôm miệng bỏ chạy. Áo trắng của cảnh đầy máu thờ hồn hền, hai tay bị thương nhìn tuyết, đang ngủ ngon lành trên giường. Ánh mắt anh ta rất buồn, Nhạc chuông từ điện thoại của Tuyết lại vang lên. Khi mình còn chung lối, anh vẫn nói với em rằng dù mình có xa nhau, nhưng anh vẫn luôn không thay đổi và em cứ như vậy mộng mơ, khúc hát yên bình hạnh phúc khi có anh. Cảnh nắm chặt tay cứ đứng nhìn Tuyết đang không mảnh vải che thân nằm trên giường. Ông cụ đánh quân cờ cuối cùng trên bàn rồi nói với con trai: nghe nói cảnh sẽ cưới con bé mới quen à dạ vâng cháu nó còn bảo nói với con rồi ạ à. có quá nhanh hay không cái gì quá nhanh cũng quá nguy hiểm ôi giời nó yêu nhau là được bố ạ à. các con của con cao số về đường vợ con lắm nhưng tôi nghĩ nó đang cưới vội để cố tình che lấp đi tình cảm thật đấy nó sợ nó khó mà dứt được vợ nó vợ nào à bố à tuyết đi à mẹ thằng cu tôm ấy à nó là vợ cũ rồi bố nhắc đến làm cái gì hai năm rồi còn đâu thôi bố cứ chuẩn bị ăn cưới tiếp đi à. tôi khó nghĩ thật đấy nó cưới làm sao được khi mà trên giấy tờ con tuyết và nó chưa ly hôn là sao ạ à, bố ôi trời bố đã làm gì ạ à? tôi chỉ chấp nhận con bé tuyết là cháu dâu nên là đơn ly hôn của chúng nó nộp lên tòa tôi xé rồi nó mà biết thì, bố ơi là bố, bố có phải là bố của con không ạ? Tại sao bố cứ thích gây chuyện thế? Tôi sẽ đích thân đón dâu, đón cô dâu mới của thằng Cảnh về ngôi nhà này. Ông cụ nói xong cười nhếch môi và đánh quân cờ cuối cùng, tuyên bố rằng sẽ đón cô dâu mới. Cảnh lấy tay kéo chăn đắp lên người của Tuyết, anh ta cứ lặng yên ngồi bên cạnh Tuyết cho đến tận trời sáng. Ngoài hành lang có một đôi đang to tiếng. Cảnh lấy tay bịt tay của Tuyết lại. Anh ta muốn cô được yên tĩnh. Đúng lúc này Tuyết mở mắt. Cô giật mình khi thấy cảnh đang đối diện với cô. Bốn mắt nhìn nhau. Anh bất giác buông tay khỏi tay của cô. Anh làm cái gì ở đây? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tuyết thấy quần áo của mình bị xé bung ra. Liền tát bốp vào mặt của cảnh. Anh là đồ khốn nạn. Cảnh cắn răng đến nỗi gân má của anh ta nổi lên. Anh ta rất tức giận nhưng đang cố gắng kiềm chế. Cô nhớ lại mọi chuyện đi. Đúng là đàn bà rác rưởi. Tuyết lúc này mới lơ mơ nhớ Hùng đưa cô về. Rồi trong cơn mê man, cô nhớ có người sờ vào ngực của cô. Cô ôm miệng bởi vì quá đỗi bất ngờ khi nghĩ về Hùng. Cảnh quay đi, Tuyết vội vàng với tay. Anh đã nghĩ sai về tôi. Tôi và anh Hùng đó không có gì với nhau cả vậy sao nếu như ngày hôm qua tôi không đến đây thì ngày hôm nay cái câu không có gì đối với cô cô không dám nói ra đâu nhỉ cảnh vội vàng bước đi tuyết liền ôm lấy mặt của mình tôi xin anh đấy cho tôi gặp con một lần dù chỉ là một lần thôi cô vĩnh viễn không có tư cách để gặp nó đừng để nó biết rằng nó có một người mẹ muốn giết nó ngay từ khi còn trong bụng một người mẹ say xỉn để đàn ông bế vào khách sạn nói đến đây cảnh nắm chặt tay tôi chỉ nhìn con một lần là đủ thôi tôi có sai đến đâu cũng là mẹ của nó anh khiến mẹ con tôi xa cách quá lâu rồi tôi cầu xin anh cảnh bước thẳng đi và không hề do dự tuyết ngồi trên giường ôm mặt bật khóc nức nở làm ơn đi mà làm ơn cho tôi gặp con đi mà tôi cầu xin anh Cảnh bước vào thang máy, mặt mũi hầm hầm khiến cho đôi đi bên cạnh còn cảm thấy đáng sợ. Xuống đến tầng hầm, thấy cảnh đi lên con xe đắt tiền, cô gái kia liền khen tấm tắc. Xe kia đẹp anh nhở? Xe đấy 30 tỷ chứ mấy, thì chả đẹp. 30 tỷ một cái xe chắc là đại gia rồi đấy. Nhìn anh ấy thần thái vãi trưởng, tay thì đeo con đồng hồ sáng bóng. Này, em đang nghĩ cái gì đấy? Đàn bà bây giờ thực dụng quá, nhưng sự thật mà, bây giờ có ai chê tiền đâu, lại còn điệp trai giống như đàn ông ấy. Này, có ai cứ khen người đàn ông khác trước mặt bạn trai giống như em không? Anh ta vào đây mà đi ra một mình, thì chỉ có là loại bóc bánh trả tiền. Anh cứ nghĩ xấu về người khác thế nhở? Biết đâu được khách sạn này là của anh ta thì sao? Lan Ngọc mới tờ mờ sáng đã vội vàng ôm điện thoại xem cảnh có gọi cho cô ta không. Nhưng mà không hề có cuộc gọi nào khiến cho cô ta phụng phiểu. Ngay cả một tin nhắn còn không có, đúng là cục đá. Anh ấy càng như vậy, lại càng khiến cho mình muốn chiếm hữu. Anh trai Lan Ngọc gõ cửa và bước vào. Dậy chưa? Anh phải đi công tác, ở nhà ngoan đấy nhé. Anh Hiếu này, anh cảnh rốt cuộc là người như thế nào ạ? À? Sao em lại hỏi anh, người yêu của em cơ mà, chỉ là bạn của anh thôi. Thì người yêu của em nhưng là bạn thân của anh còn gì? Anh nói rồi, cảnh có hai đời vợ. Anh nói với em là nên cân nhắc, trước khi lại cứ muốn anh giới thiệu. Nó là đứa ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, hay là tâm sự bất cứ chuyện gì với anh, hay là cả lũ bạn của bọn anh. Nó chỉ đến uống rượu, nói chuyện công việc, chứ chưa hề nói gì đến đời tư, nên anh không hiểu rõ nó. Em có hỏi anh, anh cũng chịu. Anh ấy có ưu điểm nào mà anh thấy rõ nhất không? Chức vị cao, nhiều tiền Anh thấy rõ nhất Em không hỏi cái đấy À, nó là bậc thầy Karate, oánh võ đấy Em thấy anh ấy hời hợt Không hiểu sao lúc em nói làm người yêu của em Anh ấy lại đồng ý Hay là anh ấy chỉ muốn chiêu đùa em nhở Đừng có mà chủ động quá Nó ghét đàn bà không đúng mực lắm đấy Chết cha Hôm qua em rủ anh ấy sang nhà mình ngủ đấy Mày bị điên à Mày với nó có cái gì chưa? Dạ chưa, chỉ ôm thôi, hôn thôi, mà toàn là em chủ động. Thế thì anh chịu, anh thua mày rồi, chưa có cái gì mà mày dám rủ nó về nhà. Nó cười vào mặt anh đấy. Hiếu vội vàng quay mặt đi. Anh giận đi à? Anh yên tâm, em và anh ấy sắp kết hôn rồi. Tuyết trở về phòng, mặt mày của cô nghệt ra, liền đặt mạnh một cốc nước xuống bàn. Cái gì? Lão Hùng ấy à? Định hiếp mày? Ghê gớm? Với tiểu lượng của tao thì chắc chắn không say đến mức như thế. Anh ta chắc chắn dở trò gì đó vào trong rượu. Thế nên tao mới gục được. Đấy, mày cứ chủ quan. Mà mày có uống bao giờ với người lạ đâu. Tại sao hôm qua lại đi uống? Hôm qua tao buồn quá nên mới thế. Bây giờ mới thấy ân hận. Tao còn tát cho anh ta một cái bởi vì cứ nghĩ anh ta sám sỡ tao Trời đất ơi! Mày với cảnh có con với nhau rồi Giảm sỡ được cái gì nữa đâu Mặt Tuyết nghe xong Nghẹt ra và thở dài Trở về nhà cảnh thấy Lan Vợ của Lâm Cô em dâu đang đánh đứa con riêng của Lâm Đứa bé Bin cũng là cháu ruột của Tuyết Mày nhìn tao không chào Lần này là lần bao nhiêu rồi hả? Hôm nay tao phải đánh chết cha mày Cô ta tát liên tiếp Vào mặt của thằng bé Cảnh đi tới trường mắt Khiến cho cô ta thụt tay lại chuyện này đến tài cụ chắc chắn cụ không thích đâu cụ rất quý các chất mẹ kế có ghét đến đâu thì phải kìm hãm lại nín nhịn đi sẽ tốt hơn cho cô đấy à anh đi à tại nó láo quá nên em phải dạy nó nó chỉ là một đứa trẻ dạy dỗ kiểu này trong gia đình này tôi không đồng ý đâu bin vội vàng bám vào quần của cành rồi nói lý nhí bác ơi cô hay đánh con lắm bác à tao hay đánh mày đừng nói điêu mày lại đây cảnh lúc này ngẩng lên nhìn lan một lần nữa khiến cho cô ta sợ hãi lùi lại pin qua chơi với anh tôm nhá ở đây để đấy bác nói chuyện với mẹ vâng ạ à. lâm lúc này quát lớn anh cứ để đấy cho mẹ nó dậy con trai không dậy sau này làm tướng cướp à cảnh lúc này quay ra nói với Bin. con cứ đi đi ở đây có bác rồi lâm thở dài bước đến gần cảnh cành tát bốp vào mặt của lâm khiến cho hắn giật mình anh bị điên à vợ mày tát con của mày còn mạnh hơn như thế tát liên tiếp mày nên xem lại mày có xứng đáng làm bố không khi mày không bảo vệ được con của mình mày bức xúc còn nói ra được chống lại được còn nó bị tát nó có chống lại được không tao chưa bao giờ để con tao dụng một sợi tóc trên đầu chưa đừng nói đến chuyện có ai đó đánh nó ai đánh con của tao tao giết chết Cảnh nói xong và rời đi, Lan bước ra xoa má, Lâm vội vàng hất tay. Không cần phải xoa, thằng chó đấy, nó dám đánh anh. Quá lắm rồi đấy anh ạ, à. anh phải vùng lên đi chứ. Mà cô bớt bớt đi, nó sắp không vinh váo được bao lâu nữa đâu, cứ đợi đấy. Ở nhà này, anh ta toàn là chèn ép anh thôi, không phải à? Cái tát ngày hôm nay, tao trả đủ cho mày cảnh ạ. À. Tay Hùng chủ khách sạn sau khi điều tra về cảnh, hắn ngồi thổi phì phèo khói thuốc và nghe nhân viên trình bày. Anh ta là chi cục trưởng, tổng cục hải quan tỉnh, cũng là cháu đích tôn nhà họ Vũ, nổi tiếng khắp Quảng Ninh đi ạ. À? Hóa ra là như vậy, và cô ta là vợ cũ của hắn. Mẹ kiếp, nó đấm tao vỡ cả sống mũi, cày không chịu được. Xếp à, khách sạn đối diện nhà mình cũng là của nhà họ Vũ đi ạ. À? Trái đất tròn gặp đúng đối thủ. Đáng để tao chơi tới bến đây. Hùng thổi phì phèo điếu thuốc. Cảnh vừa bước vào cửa thấy Lan Ngọc đang ngồi chơi với tôm. Anh ta tỏ ra không được vui. Anh đi đâu đây? Em thấy bảo đêm hôm qua anh không về. Cơ quan anh có việc bận. Dạ vâng, em cho tôm ăn rồi đấy. Ngoan lắm anh ạ. À. Ừ, cảm ơn em. Tôm quay ra nói với cảnh. Bố ơi bố! cụ bảo mẹ về đấy. Thằng bé ngô nghê, lời nói này như nhát dao cứa vào tim của Lan Ngọc. Vậy là sao hả à anh? Em đừng có để ý, anh đi tắm đây. Anh, anh qua đêm với ai à? Em có thật sự cần nghe câu trả lời của anh không? Và điều đó có thật sự quan trọng không? Em cần, em muốn nghe để biết. Em nói rằng giữa chúng ta không được có bí mật gì. Đêm qua anh ở cạnh mẹ của thằng Tôm. Đó là câu trả lời của anh." Lan Ngọc nghe xong buông thõng cánh tay, gió vội vàng bế Tôm đi ra ngoài vì thấy không khí khá là căng thẳng. Ra ngoài gió nói vào tai của Tôm. "Mẹ của Tôm sắp về với Tôm rồi đấy." "Mẹ Tôm đi làm, cụ bảo thế." "Ừ, phải rồi. Khổ thân, con xa mẹ con quá lâu rồi." Lan Ngọc đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm. "Anh nói như thế mà được à? Tại sao anh như vậy chứ?" anh đang làm tổn thương em anh có biết không vũ đức cảnh anh nói cho em nghe đi cảnh bên trong nhà tắm anh ta xả vòi nước phun từ trên thẳng xuống đầu trong phòng tắm kính anh chống tay lên tường cúi đầu nhìn dòng nước chảy xuống chân mình hình ảnh của tuyết cơ hiện ra trong đầu của anh anh ta lắc đầu không không tại sao cô ta cứ xuất hiện trong đầu của mình chứ cô cút đi cút đi Hình ảnh của Tuyết lần đầu gặp cảnh bên bờ biển, cùng với nụ cười ngây thơ, cô ngủ gật khi uống trà lần đầu tiên, sau khi anh mời cô. Hình ảnh cô mặc bộ đồ cô dâu bước vào bên trong, tiếp đến lúc cô tự sát trước mặt của anh. Cảnh ôm lấy đầu mình đấm vào tường và ngồi bịch xuống dưới nền đất. Nước cứ chảy xối xả lên đầu, anh ta lầm bầm trong miệng. Nhiều ký ức tưởng rằng đã quên, hóa ra lại còn nhớ, Trái tim còn run lên là còn chưa quên. Một người như em khiến cho tôi muốn gọi tên. Cảnh ôm lấy mặt, anh ta đang cố gắng đẩy tuyết ra khỏi trái tim mình. Còn Tuyết đứng trước nhà họ Vũ, cô đúng lúc thấy gió bế một đứa bé trên tay, nhìn đứa bé Tuyết có cảm nhận đó là con trai mình. Cô ôm lấy tim bởi vì quá ngạc nhiên khi thấy đứa bé đã lớn và đang nở một nụ cười, đang định bước ra thì lan ngọc đi tới chỗ tôm rồi đặt vào tay thằng bé một lá bùa thằng bé hỏi cô với bố cảnh đúng rồi cô là người yêu của bố cháu sẽ sớm là mẹ của tôm chúng ta bây giờ là một gia đình nhé nói tới đây tuyết thụt tay lại cô thấy thằng bé cười rất tươi tuyết giữ tay mình lên trái tim mình sẽ nói mình là mẹ để làm cái gì rồi sau đó hai mẹ con lại phải xa nhau thả mẹ từ xa nhìn thấy con khỏe mạnh là mẹ không còn điều gì chăn trở nữa chàng trai của mẹ mạnh khỏe con yêu của mẹ tuyết lên xe trở về hà nội ngồi trên xe cô ôm đầu và khóc dưng dức cảnh vẫn ngồi thẫn thờ trong nhà tắm một kẻ khóc một kẻ thẫn thờ khi cả hai người đều khó có thể ở bên cạnh nhau họ từ dặn vặt lương tâm của chính mình cứ như vậy mà rời xa nhau công ty đồ họa ta ngày hôm nay xôn xao khi có một vị giám đốc mới đến nhậm chức cả phòng lại xôn xao liên thủ thì bên tai của tuyết nghe nói giám đốc trẻ đẹp trai nhà giàu lắm thì sao ơ ừ, hay thì phải tấn công chứ làm sao mày hay là tao Còn hâm này mày nói chuyện kiểu gì đấy tất nhiên là tao rồi còn mày như một cục gỗ khô <laughs> mày làm sao mà yêu ai được với lại tao chả có ý định yêu ai cả Điên à mày còn trẻ còn đẹp Việc gì phải khổ thế Mày nghe tao nói cái gì không đấy Tại nhà của Tuyết Bố cô dọn dẹp phòng cho cô Thì thấy được bức ảnh của cậu con trai Được Tuyết in và dán khắp bức tường Ở đầu giường Ông khẽ cầm vào một tấm ảnh Mẹ Tuyết thở dài Chắc là con bé nó nhớ con lắm Tôi thấy hổ thẹn với con gái quá Bởi vì tôi mà con nó phải chịu ấm ức. Thôi, chuyện qua rồi ông ạ. À. Giờ con mình có cuộc sống mới như vậy, sẽ tốt hơn cho tất cả. Bà Tuyết nắm chặt bàn tay, rồi quyết định tới Quảng Ninh để tìm gặp cảnh. Tới cửa nhà họ Vũ, đúng lúc gặp Lâm và vợ mới đi ra, hắn khừng lại khi nhìn thấy bố Tuyết. Ồ, xem ai đây? Ông tới đây làm gì? Tôi tới đây tìm cậu cảnh. Cậu cảnh? <laughs> ông nói cứ như anh ta rảnh rỗi lắm Để gặp mặt ông ấy Dù sao cũng là bố vợ cũ Tôi khuyên ông một câu nhé Ông đi về đi Tôi thật sự có việc Đến xin tiền à Bao nhiêu tôi cho Lâm rút ví móc vài tờ 500 nghìn Và ném thẳng vào mặt của bố Tuyết Hành động của anh ta Khiến cho ông nổi điên Tóm lấy cổ áo của Lâm Mày nhớ Là chính mày gây ra cái chết cho con gái tao dù, dù tao có là gì, tao không bao giờ tha thứ cho mày. Lâm hất mạnh khiến ông ngã nhào xuống nền đất. Không tha thứ thì ông làm được gì? Cái loại bố cầm tiền gả con đi thì lấy tư cách gì mà mở miệng ở đấy? Cầm tiền ở đất kia mang về, mua hoa quả thắp hương cho con gái của ông hộ tôi. Ông sướng bố của Tuyết thấy viên gạch ở gần đó, liền tóm gọn lấy viên gạch rồi phang thẳng vào đầu của Lâm thằng chó chết lan vợ của lâm sợ hãi hét lớn ôi mẹ ơi máu lâm đưa tay lên xoa mặt thấy đầy máu bảo vệ lúc này giữ chặt lấy tay của ông sướng lâm như phát điên lao vào đấm đá ông ta mẹ kiếp mày dám cắn trộm tao tuyết vừa về đến cửa thì mẹ cô nhào ra nói chuyện con làm cái gì đấy sao mẹ gọi mà không nghe máy à chắc là máy con hết pin sao thế mẹ Bố con bị bắt rồi ông ấy dại lắm con ạ à? tuyết nghe xong vội vã bắt xe xuống quảng ninh còn ông sướng đang bị ngồi trong phòng tạm giam công an vào mở cửa ông đi ra đi có người bảo lãnh rồi ai vậy thưa cán bộ bước ra bên ngoài thấy một chiếc xe chờ sẵn người đàn ông cúi chào rồi mở cửa xe cậu cả rất muốn gặp ông Cậu, cậu cả sao? Tôi một quán trà đảo, cảnh đang ngồi tự tay pha trà trong chiếc áo mang tô đen dài. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Cơn gió thu xe xe lạnh khiến ông sướng dùng mình khi nhìn thấy con rể. Cảnh ngẩng đầu lên, anh nhìn bố. Ông ngồi xuống đi. Anh ta đặt ly trà về phía đối diện. À, cảm ơn cậu. Tôi nghe nói ông tới đây để gặp tôi. À, nhưng mà ở cửa nhà lại gặp thằng Lâm. Tôi bức xúc nên không kiềm chế được. Ông có 5 phút để nói, tôi không có nhiều thời gian. Tôi biết là tôi sai với cậu, với vợ cũ của cậu. Nhưng tôi thể là tôi không hề cố ý. Cái chết của cô gái trẻ đó làm tôi rất day dứt. Tôi nói thật, xin cậu tin tôi. Cậu đừng chút giận lên con gái của tôi. Tôi xin cậu. Tôi sẽ tha thứ cho ông. Nếu như ông có thể làm vợ tôi sống lại Khi cô ấy mất Trong người đang mang thai Thế nên con của ông đẻ cho tôi một đứa con Chỉ đủ để lại Cho con của tôi Còn lỗi lầm của ông ấy à Cả đời này ông phải sống trong rằn vặt Nếu như lúc đó ông không bỏ chạy Ông đưa cô ấy đi cấp cứu Thì mọi chuyện đã khác rồi Ông sướng bật khóc nức nở Trước mặt của cảnh Ông ôm lấy mặt của mình đầy vẻ hối hận tôi cũng rất ân hận chỉ mong cậu tha thứ đừng có xin tôi tha thứ hãy xin vợ tôi tha thứ cho ông đi nói xong cảnh đứng dậy anh ta đi ra bên ngoài sau đó ông sướng lại vội vàng chạy theo tôi sẽ trả cho cậu hết kiếp này để bù đắp tất cả cậu hãy tha cho con gái của tôi đừng làm khổ nó ông sướng nói xong lao thẳng vào chiếc xe đang chạy tới cảnh với tay như muốn níu giữ nhưng chẳng kịp ông sướng nằm giữa đường với vũng máu người thì co giật liên tục tuyết nghe tin chạy như điên vào bệnh viện nhìn thấy cảnh đang ngồi bên ngoài bố tôi đâu bố tôi thế nào anh nói gì đi ông ấy bị chấn thương khá nặng đang phẫu thuật tại sao bố tôi lại lao đầu vào xe chứ cảnh không nói gì anh ta đứng dậy bác sĩ bước ra ngoài và nói Ông ấy bị gãy xương bà vai, dập gan, cũng may phần đầu không sao. Về chú ý chăm sóc tốt cho bệnh nhân, để bệnh nhân mau chóng hồi phục. Cảm ơn bác sĩ, thật sự may mắn quá. Cảm ơn bác sĩ ạ. À. Hiện tại ông ấy phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày, nên có thể về nghỉ ngơi. Ở đây có y tá chăm sóc, tất cả rồi thưa cô. Vậy, vậy chi phí thế nào ạ? Người nhà cậu cảnh đây, thì nhắc đến chi phí làm cái gì chứ? Cứ cố gắng tầm bổ tốt cho ông Để ông mau hồi phục Vâng vâng cảm ơn bác sĩ Cảnh và Tuyết bỗng dưng thấy ngại khi đứng cạnh với nhau Cả hai người cứ yên lặng Cho tới khi thấy ông của Cảnh đi tới Ông thông ra bên đấy thế nào rồi Cảnh ngạc nhiên lắm Ông nội Ông tới tận đây làm gì ạ à? Còn làm cái gì nữa Người ta gặp tai nạn không đến mà được à Tuyết à Bố của cháu thế nào rồi Bác sĩ nói phẫu thuật ổn rồi, nhưng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt thưa ông. Ba ngày nữa mới được vào à? Vậy thì đi về thôi, ở đây làm gì cho mệt người. Đi nào, cú tôm đang ở nhà đấy. Dạ thưa, thế có muốn đi gặp con trai hay không? Ông cụ nháy mắt với tuyết, cô hiểu ý, liền gật đầu và đi theo. Cảnh vội vàng nói phía sau. Ông, ông làm gì thế à? Ông có còn thấy cháu không ạ? À? Có chứ mắt kém thôi chưa có phải là ông mày mù đâu vậy ông đưa cô ta đi đâu ạ à? ông nội trở về nhà họ vũ ông cụ dắt tay tôm và chỉ tôm à mẹ cháu đi làm về rồi đấy tôm cười rất tươi mẹ ơi mẹ con là tôm đây tuyết giang tay ôm con vào lòng thơm liên tục và hít sâu ôm chặt lấy con mẹ đây mẹ đây con của mẹ tuyết bật khóc lớn dường như lúc này đến cảnh đứng ở ngoài nhìn vào cũng không nỡ chia cắt mẹ con tuyết thêm một lần nữa trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ ở bên nhau là điều không thể bố thì hại chết vợ còn anh thì nhìn thấy chị của em sắp chết không cứu đúng là nghiệt duyên ông cụ lại rất tinh tế gọi người bày sẵn mâm cơm cảnh này đứng đấy làm cái gì vào nhà ăn cơm đi chẳng mấy khi thằng tôm có cả bố cả mẹ Hãy cho thằng bé một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Gia đình trọn vẹn sao? Cảnh lầm bầm trong miệng thờ dài và gượng gạo bước vào bàn ăn. Tôm cứ ôm chặt lấy tuyết không rời. Mẹ ơi con nhớ mẹ. Mẹ đây rồi, con có mẹ rồi. Tuyết ngồi xúc cơm cho con ăn. Thằng bé vui lắm ăn hết cả hai bát cơm. Ông cụ cười rạng rỡ Nó lười ăn lắm, Hôm nay tiến bộ ăn hẳn được hai bát cơm. Thế ngày nào mẹ tôm cũng phải bón cho con ăn rồi đấy. Dạ vâng ạ. À. Cảnh không động đũa, lúc này tôm lại gắt. Bố không ăn cơm à? Ừ, bố có, con ăn đi. Mẹ cho bố ăn cơm đi mẹ. Ừ, con ăn nốt miếng này nhá. Ăn xong xuôi, cu tôm ngủ trên vai của tuyết. Thằng bé ôm chặt lấy cổ của mẹ. Đi qua cổng, cảnh đưa tay ngăn lại cô đưa con cho tôi cô có thể đi được rồi tôi tôi muốn ở bên thằng bé thêm một chút để làm cái gì nó chỉ là con của tôi thôi thằng bé không có một người mẹ như cô tôi không đưa đâu tôi muốn ở bên cạnh con tôi anh không thể nào chia cách mẹ con tôi thêm một lần nữa không thể chia cách cô là cái thá gì mà cô bảo tôi phải làm thế này làm thế kia vậy thì anh là cái thá gì mà anh bắt tôi phải làm theo ý của anh cô này cảnh tức giận tuyết bế thằng con về phòng lan ngọc nghe tin từ vợ cũ của cảnh quay về cô ta mua chuộc một cô giúp việc trong nhà của họ vũ tin tức về tuyết đang ở nhà họ vũ lập tức đến tai của cô ta cô ta đi đi lại lại trong phòng và suy nghĩ và tiếp tục tìm đến yến hai người ngồi trước mặt nhau yến rót trà và mời trà em uống đi chắc chị đang muốn hỏi em là ai ạ à? chị biết em chứ biết em nên chị mới tiếp em chứ còn bình thường chị không thích nói chuyện hay tiếp xúc với người lạ đâu chị biết em là bạn gái của anh cành chứ ạ à? chị biết tất cả nhưng mà cũng chẳng để làm gì dù anh cành và chị có con chung nhưng anh ấy chỉ có trách nhiệm với đứa con còn bọn chị thì chia tay nhau từ lâu rồi nếu như hôm nay em tìm đến đây lại khiến cho chị ngỡ ngàng đấy Có chuyện gì sao Chị à Chị đã từng tiếp xúc với vợ cũ của anh Cảnh chưa Cô ta đã trở về Và bọn em thì sắp kết hôn với nhau Em đang lo lắng cho vị trí của mình chứ gì Chị hiểu tâm trạng của em Bởi vì Tuyết đi à Vợ của anh ấy Là một con đàn bà đầy dã tâm Chị còn bị đánh bật huống hồ gì em Nên em lo là đúng rồi Chị Chị nói rõ hơn cho em được không năm xưa anh cảnh và chị cũng xác định kết hôn nhưng cô ta xuất hiện và làm đảo lộn tất cả và em nhìn kết quả người anh ấy cưới không phải là chị chị bị bỏ rơi thế nên chị hy vọng em sẽ khác chị đừng để lặp lại giống như chị em không hiền như chị đâu cái gì là của em thì đừng có mơ mà ai xen vào cô ta bây giờ cũng tiếp cận rồi lấy lòng em phải nhanh chân mà xử lý đi em hiểu rồi cảm ơn chị cảm ơn chị cho em lời khuyên không có gì đâu chị chỉ mong bố của bông được hạnh phúc như vậy là chị vui rồi lan ngọc rời đi yến ngồi nhấp trà và cười nhẹ <cười> hay rồi đây cứ để chúng nó đấu đá nhau mình ngồi đây thì chắc chắn là được hưởng thôi cảnh ngồi bên bờ hồ câu cá và hút thuốc quàn ra biển đi tới cậu cả, cá đã cắn câu rồi đi à. À ừ. Cảnh giật cần lên, người quản gia đi ra bắt cá cho vào cái xô. Cậu cả chắc lại đang có tâm sự, chuyện mợ cả quay về có phải không? Cô ta không còn là mợ cả của ngôi nhà này, nên dùng từ cho chính xác. Vậy cậu đang nghĩ về mẹ tôm. Bây giờ cô ta dứt khoát không dứt thằng bé, khiến tôi rất khó xử. Và tôi rất khó để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Mọi thứ cứ dối rắm cả lên Cậu cả chuyện gì đến cũng đến Cậu không thể nào thay đổi sự thật rằng cô Tuyết là mẹ của cô Tôm Xa nhau từ khi thằng bé còn đò hòn Cậu cả nên nghĩ cho con một chút Tự dưng cô ta lại xuất hiện Cứ mỗi lần cô ta xuất hiện Là mọi thứ lại đảo lộn hết cả lên Đảo lộn trong trái tim của cậu có phải không ạ? À? Quản gia nói xong cười nhẹ và rời đi Cảnh trở về phòng thấy Tuyết đã tắm cho con và thay đồ cho thằng bé. Hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Anh ta đóng lại cánh cửa, rồi đi ra giường kéo chăn lên, đắp cho hai mẹ con. Anh ta lại ra hiên và ngồi hút thuốc, nhìn ra ngoài càng biển, nghĩ đến cảnh bố Tuyết lao đầu vào ô tô. Anh ta ôm đầu có vẻ rất mệt. Tuyết bừng tỉnh, cô thấy con bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn ra hiên, thấy cảnh đang nói chuyện điện thoại em nói nhanh đi anh bận cái gì đấy à ừ hôm nay bận nhiều việc em gọi cho anh cả tối bây giờ anh mới nghe máy mà giọng anh có vẻ không vui em ngủ đi lan ngọc à anh à nhưng mà chúng ta vẫn kết hôn với nhau có phải không tất nhiên chúng ta vẫn kết hôn theo đúng kế hoạch dạ vâng vậy anh ngủ ngon nhé nghe câu của anh em ngủ ngon rồi Lan Ngọc cúp máy, bên này tuyết đang lại gần cảnh, thì nghe rõ câu anh ta nói sắp kết hôn. Cảnh quay lại thấy tuyết, đang đứng ngay phía sau lưng. Anh sắp kết hôn à? Đúng, tôi sắp cưới vợ rồi, nên cô làm ơn nhanh chóng, biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi. Đừng có xuất hiện. Nói câu này, Cảnh với Tuyết nhìn thẳng vào mắt của nhau. Anh nghĩ rằng tôi thích gặp lại anh sao? người tôi muốn gặp là con trai của mình anh nghĩ tôi thiết tha một kẻ bệnh hoạn vừa có vợ cũ để trong quan tài chôn dưới phòng hay là một người chồng tốt đến mức có cả con với người khác bên ngoài anh nghĩ anh tốt mức nào mà tôi cần phải tha thiết với anh tuyết nói mà cứ trợn mắt lên nhìn cảnh lần đầu tiên cô phản ứng giống như không kiềm chế được cảm xúc của chính mình cảnh tức giận lắm anh dùng tay bóp miệng của cô Cô dám hét vào mặt của tôi. Anh là cái thá gì mà tôi không dám. Tôi không sợ anh một kẻ bệnh hoạn. <laughs> anh là đồ đồi bại. Cảnh bóp cổ tuyết nhấc lên. Thì đúng lúc cu tôm bật dậy. Thằng bé rụi mắt nhìn bố. Đang bóp cổ của mẹ. Liền sợ hãi bật khóc. Bố cảnh đánh mẹ. Lúc này cảnh vội vàng buông tay khỏi cổ của tuyết. Còn cô thì vội vàng chạy tới ôm lấy con. Bố đang chiều mẹ thôi, không phải như tôm thấy đâu Con ngủ đi, ngày mai còn đi học nhá Mẹ nằm xuống đây với con ạ à? Thằng bé vỗ tay xuống nệm để... Ừ, mẹ nằm luôn với con Con ngủ đi nhá Mẹ Tuyết ơi, ngày mai mẹ đưa con đến lớp nhá Tôm thích như vậy hả Thế gần 3 tuổi rồi Mà sao cứ như ông cụ non thế nhở Thằng bé mắt lờ đờ rồi liệm sâu Chìm vào trong giấc ngủ Cảnh mở cửa đi sang phòng làm việc trước khi đi anh ta không quên nói sáng mai khi tôi dậy tôi hy vọng không còn phải nhìn thấy cô tuyết lặng yên chẳng nói điều gì lúc này cô mặc kệ lời của cảnh nói mà chỉ ôm chặt lấy con trong lòng sáng hôm sau khi tuyết mở mắt dậy không thấy tôm đâu cô lo sợ vội vã mở cửa ra ngoài thấy thằng bé đang đứng tập thể dục cô thở vào sao con không ngủ thêm con dậy sớm thế bố bảo tập thể dục đấy mẹ gió mỉm cười bê đồ ăn sáng tới mợ cả cô dậy rồi sao thằng bé có thói quen tập thể dục cùng với cậu cả buổi sáng đúng giờ lắm nên quen rồi đấy ạ à? vậy sao vậy tôm dậy mẹ tập thể dục với nhá hai mẹ con đang tập thì thấy lan ngọc bước tới tuyết nhận ra cô gái hôm trước cô gặp ngoài cổng và nhận ra đó chính là bạn gái của cảnh Lan Ngọc rất khéo và non đà. Em chào chị ạ. À. Chị tới đây thăm cháu sao? À vâng, em còn ít tuổi thôi ạ. À. Vậy chị xưng là chị với em nhé. Dạ vâng. Em ở đây chơi với con vài hôm. Chắc là cháu nhớ mẹ lắm đấy. Tôm thấy Lan Ngọc liền vui cười. Con chào cô Lan Ngọc. Dạ vâng, em có việc ở lại đây ít hôm. Nên tiện ở lại chơi với cháu em bận lắm hay sao mà chị thấy em ít khi đến thăm con làm mẹ rồi bận đến mấy cũng nên bớt chút thời gian đến thăm con cho con đỡ tuổi chứ từ cánh cửa cảnh nghe thấy lan ngọc nói như vậy liền lên tiếng chuyện ai đến thăm tôm anh là người quyết định em không cần khuyên bảo cô ta làm cái gì tuyết chẳng nói câu nào quay đi thì tôm lại buông tay lan ngọc chạy ra chỗ của tuyết mẹ đi đâu đấy ạ à? À, mẹ đi đánh răng rửa mặt, Tôm vào mẹ đánh răng cho xong rồi mẹ đưa con đến lớp nhé. Vâng ạ, con yêu mẹ. Thằng bé cười híp mắt, Lan Ngọc có vẻ hậm hực khi nhìn thấy Tôm quấn quýt bên mẹ ruột. Cô ta quay sang ôm lấy cánh tay của Cảnh, cố tình làm cho Tuyết nhìn thấy. "Anh ơi, hôm nay anh đưa em đi ăn sushi nhé." "Ừ." Cảnh đang định dặn Tuyết thì cô lừ lừ quay đi, dắt tay Tôm vào thẳng bên trong nhà. Lâm và vợ cùng với mẹ anh ta ngồi ăn sáng bên nhau. Họ bàn tán về việc Tuyết trở về. Mẹ của Lâm cười lớn. Cô ta trở về, đúng là nhục mặt. Chồng nó cấm cả cho gặp con, thế mà cứ chơ chơ cái mặt về đây. Lan cười nhẹ nói tiếp. Thật đấy, con thấy anh cảnh nghĩa chả yêu thương gì thì mới chia tay. Xong ấy à, cấm chả cho gặp con, Thế mà cô ta mặt dày thật. Lâm tỏ về hàn học. Nó không ngu đâu mẹ. Nó có thể vì con trai nó, hoặc cũng có thể hết tiền, muốn về bòn rút của chồng cũ, được đồng nào hay đồng đấy. Sai rồi, con nghĩ cảnh nó là người dễ dàng bòn rút hay sao? Mà đối với nó, tiền đâu phải là vấn đề. Mà thôi cứ kệ đi, dù sao chúng ta chuẩn bị xem kịch hay rồi. Nó chuẩn bị cưới, chắc là Ngày cũng ấn định rồi. Con tuyết này bây giờ chỉ là một con mũi thôi. Lan vội vàng xua tay. Nhưng mà dù sao, cũng có một đứa con để ràng buộc với nhau mẹ ạ. Chúng ta cứ chờ xem, kịch hay đang còn ở phía sau. Cứ bình tĩnh mà thưởng thức. Cái tội nó làm gián đoạn lễ cưới của thằng Lâm năm lần bảy lượt, thì nó khó mà cưới được lắm. Tuyết đưa con đến lớp. Cô Tôm học trường quốc tế với chi phí hàng năm lên đến cả tiền tỷ. Tuyết chợt nhận ra rằng nếu như để cô nuôi con, thì thằng bé không bao giờ có thể được đầy đủ, giống như ở cùng với bố nó. Cô giáo của Tôm tâm sự: "Cháu rất ngoan chị ạ, à, lại rất là thông minh. duy chỉ có việc về tâm lý của cháu, thì thấy thầy giáo tâm lý có nói qua là cháu nói nhớ mẹ. thầy mới hỏi mẹ đi đâu, cháu nó bảo là mẹ đi làm." bây giờ bọn bé nó khôn lắm ngày của mẹ bảo làm thiệp tặng mẹ nhất định nó không làm chị có đi vắng một thời gian nên chắc thằng bé thiếu thốn tình cảm từ bây giờ chị không bao giờ xa con dạ vâng em cứ thắc mắc bố tôm là người có chức có quyền mà lại để cho vợ đi làm xa em nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu chị không sao vợ chồng chị có khúc mắc nên đã đường ai nấy đi vào hai năm trước bây giờ chị không xa con nữa nhất định là như vậy dạ vâng xa con là điều khiến chúng ta đau lòng nhất đấy chị em cũng làm mẹ rồi nên em rất hiểu tuyết nhìn con chơi trong lớp cô đứng ngây người ngắm nhìn con rồi lại tự trách bản thân lại để cho con mình thiếu thốn tình cảm để một đứa trẻ ba tuổi phải chịu sự tổn thương Cảnh ngồi trên xe nhưng cứ suy nghĩ mãi về tuyết khi cô nói những lời ngày hôm qua. Lan Ngọc cứ nói mãi bên cạnh nhưng mà cảnh đều lơ đáng khiến cô ta khó chịu. Kỳ anh, anh có nghe em nói gì không ạ? À? Lan Ngọc vừa nói vừa lay cánh tay của cảnh. Anh vừa mới suy nghĩ chút chuyện. Anh này em hỏi thật nhé. Anh thấy em ấy quay về khiến cho anh lay động có phải không? Em ấy là ai? Thì vợ cũ của anh ấy. Nếu anh thật sự lai động thì anh không ngồi bên cạnh em lúc này đâu. Đừng có hỏi những câu tương tự như vậy. Tuyết vô tình gặp lại Hùng khi cô đang vào viện hỏi han về tình hình sức khỏe của bố cô. Cô đi lướt qua như không quen biết, Hùng vội vàng nói với theo. Anh thật không ngờ chồng của em lại là Vũ Đức Cảnh. Em cũng khéo tiếp cận những gia đình đại gia đấy tuyết tức giận quay lại cười khẩy tôi còn chưa hỏi tội anh cái vụ đêm đó đâu tôi không thể nào say đến mức như vậy anh chắc chắn giờ trò nhưng mà tôi không quan tâm bởi vì những kẻ xấu xa không bao giờ gặp được điều tốt lành Chỉ ít ấy tôi cũng từng giúp mẹ của anh anh lại trả ơn tôi bằng cách định hãm hiếp tôi à tấm lòng của anh đúng là đáng nể thật tuyết nói kháy rồi bước đi khiến cho hùng cười khẩy và tự mỉa mai chính mình anh ta đứng nhìn Tuyết đi khuất, rồi nắm chặt tay nói khẽ. "Đàn bà trên đời này chưa ai là tôi không có, ngay cả việc có em chỉ là sớm hay muộn mà thôi." Tuyết đi qua khu sân của bệnh viện, lúc này khu này đang sửa chữa, bỗng rơi cả một thanh sắt xuống dưới, hướng về phía của cô. Cảnh và Lan Ngọc vừa đi tới nhà hàng buffet, nơi bạn bè giàu có của cô ta đang chuẩn bị họp lớp thì điện thoại từ cậu của Cảnh gọi tới cháu à đến bệnh viện ngay đi vợ cháu cái tuyết nó có chuyện rồi đấy lan ngọc thấy sắc mặt của cảnh thay đổi có chuyện gì thế hả anh cảnh liền quát lái xe nhanh quay xe em hỏi anh là có chuyện gì một là em đi cùng hai là xuống xe cảnh nói trợn mắt lên với lan ngọc ánh mắt của cảnh giống như rất lo lắng và lan ngọc chưa bao giờ thấy cảnh tỏ ra lo lắng đến như vậy Trời đổ cơn mưa rất lớn, cảnh vội vã mở cửa xe và chạy dọc hành lang bệnh viện. Tới phòng cấp cứu, anh thấy Tuyết đang ngồi và được y tá chỉ dẫn vệ sinh vết thương. Cậu của cảnh lên tiếng. À cậu vừa mới nhầm, con Tuyết với cả con bé nhập viện cùng. Tuyết nó may có người hô lên, nên cây thanh sắt ở giàn giáo đang sửa chữa, nó rơi thẳng xuống vợ của cháu, nhưng mà con bé nó né được. Cứ mà rơi thẳng xuống đầu, thì đúng là không lường trước được. Đây còn vợ cháu nó né ra, lại dẫm phải cái đinh. Tuyết thấy cảnh mồ hôi nhễ nhại, cô liền hỏi ngay. Anh đi tìm tôi đi à? Cảnh không nói câu gì, liền quay bỏ đi, khiến cho Tuyết khó hiểu. Cảnh ra bên ngoài và gọi cho gió. Tới đưa Tuyết về đi, cô ấy đang bị thương. Chết, mợ cả bị làm sao thế à? Cảnh cúp máy rồi lên xe Lan Ngọc đang ở trên xe Mặt cô ta buồn rười rười Mọi chuyện ổn chưa ạ à? Ừ ổn rồi đi thôi Tới chỗ họp lớp của Lan Ngọc Cảnh cảm giác như cố tình uống Để say Vẻ mặt như chán đời Lan Ngọc rót thêm rượu cho cảnh Rồi tựa vào vai của anh ta Bạn em bảo Đang bảo em cãi nhau với anh hay sao Mà khiến anh uống nhiều rượu như vậy đấy ạ à? anh còn lâu mới say. Em không lo anh say, em chỉ lo anh đang có chuyện mà lại không thể nào chia sẻ cùng với em. Chắc là anh khó chịu lắm đúng không? Lan Ngọc trong ánh đèn mập mờ của phòng, lúc này định hôn cảnh nhưng anh ta né tránh. Anh phải đi về đây, em ở lại chơi hay là đi về cùng với anh luôn? Anh say thế này còn về làm cái gì ạ? À? Con của anh đang chờ anh về. Nhưng thằng bé Ngày hôm nay có mẹ ở bên Cô ấy đang bị thương Đi lại không tiện Tuyết bị làm sao Có nghiêm trọng không ạ à? Sáng nay suýt nữa một thanh sắt rơi trúng Cô ấy hơi hậu đầu Nên cứ khiến cho người khác phải lo lắng Câu nói của anh khiến cho Lan Ngọc cảm thấy bất an đến khó chịu Cảnh lái xe trong cơn say Anh ta mở cánh cửa Và đi xuống dưới Lại gần chiếc quan tài bằng kính Khuôn mặt buồn rầu vô cùng anh ta tiếp tục tựa má lên nắp quan tài bằng kính Rồi ôm lấy Hình như hôm nay anh biết rằng trong lòng anh có ai Nhưng tại sao lại là cô ta Anh không muốn Anh xin lỗi Linh à Anh không muốn Nhưng hình như càng trốn tránh Thì có vẻ cô ấy lại càng tới gần Anh không muốn yêu con của kẻ Đã hại chết em Lúc này anh bật bàn nhạc mà cô vợ cũ thích Tiếng nhạc cứ du dương trong căn phòng Vũ Đức Cảnh đỏ đôi mắt Anh ta đang dằn vặt tình cảm trong trái tim Đứng bên hiền nhìn ra cơn mưa bên ngoài Tuyết nhớ tới dáng vẻ lo lắng của Cảnh lúc sáng nay Cô chợt có suy nghĩ Anh ấy lúc đó có vẻ như đang rất lo lắng cho mình Thế nhưng khi mình hỏi Lại làm lơ Coi như không có chuyện gì Cái tay dở hơi này Đúng là khó hiểu thật Tuyết tập tĩnh đi lại gần giường cùng với con trai nhưng thấy con trai ngủ say Lòng của cô lại bình yên đến lạ Cánh cửa phòng mở tung Cảnh bước vào nồng nặc mùi rượu Cả hai lại nhìn nhau Anh đóng cửa vào đi Không gió nó vào con đấy Cảnh liền đóng cửa lại Cả hai gượng gạo Nên cảnh chủ động nói trước Chúng ta nói chuyện đi Ngày hôm nay Phải nói cho rõ ràng Dạ vâng có chuyện gì Anh cứ nói tuyết đi tập tĩnh, cảnh nhìn xuống chân thấy vết băng bó tấm gà của cô lúc này thấm đầy máu cô nên đi vệ sinh vết thương đi à vâng tôi đang định đi rửa nó bên hiền cảnh cầm lọ sát khuẩn và rửa chân cho tuyết cô nhắm mắt lại vì đau cô đau đi à ừm tôi thấy nó cứ dưng dức cảnh liền thổi vào vết thương tuyết lúc này bỗng đỏ mặt cô thấy cảnh nâng niu bàn chân và chăm sóc cho cô rất cẩn thận anh ta cũng băng bó rất gọn gàng. Ngày mai cô rời khỏi đây đi, cô sẽ được thăm thằng bé một tháng hai lần, vào ngày mà cô muốn. Tôi không cấm cản cô, nhưng chúng ta không thể nào ở cạnh nhau. Điều này khiến tất cả chúng ta đều khó xử. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi hiểu ý của anh. Tuần nào tôi cũng đến thăm con, mong anh thi thoảng cho con ở với tôi vài ngày. Thằng bé, thằng bé rất cần mẹ. Thôi được, chúng ta quyết định như vậy đi. Tuyết đứng dậy trượt mất thăng bằng, liền trượt người thì cảnh đỡ cô. Cả hai lâu lắm mới chạm vào nhau, lại vội vã đứng rời xa nhau. Tuyết vội đi tập tễnh lên giường và ôm con. Chùm chăn lên người, Tuyết giữ tay lên tim bởi vì tim của cô lúc này đập thình thịch. Cảnh thì vội vã ra ngoài hút thuốc. Anh ta thấy khó xử khi đối diện với Tuyết hôm sau lan ngọc lại gọi cho yến và nhờ tư vấn chị yến đúng là con nhỏ đấy rất biết cách làm trò cô ta vẫn luôn quanh quẩn ở bên cạnh anh cảnh chị có thể tư vấn cho em em phải làm gì đây em cứ gặp trực tiếp nói rõ quan điểm của em xem sao chị nghĩ với loại này phải bộp luôn chưa để lâu ấy à cô ta ở gần anh cảnh chị nghĩ là không ổn đâu dạ vâng em cũng nghĩ thế cái loại này phải nói cho cô ta hiểu rõ mới được lan ngọc lập tức đến tìm tuyết đúng lúc cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi sau khi đưa con đến trường tuyết đang dặn dò gió chị cứ nói với thằng bé là cuối tuần em về thăm con mợ cả mợ không ở lại được sao chân của em đang bị thương cơ mà hôm nay em được vào viện chăm bố em rồi nên em phải đi chị thấy cứ để cho mẹ em chăm sóc ông, Chưa bây giờ chân cẳng em đang thế này." Lan Ngọc lúc này liền xen vào. "Em Tuyết muốn đi, tại sao cô cứ giữ vậy cô gió?" "Tuyết này, chị có chuyện muốn nói với em." "Dạ vâng ạ, à, chị cứ nói đi, em đang nghe đây." Gió đi ra ngoài nhưng vẫn đứng ở ngoài để nghe câu chuyện. "Chị thấy em ở đây đúng là không ngực tiện cho lắm, dù sao thì cũng chia tay rồi." Em ở đây vì con cũng không sao Nhưng người ngoài người ta dèm pha Lại nghĩ không tốt em à Chị và anh Cảnh sắp kết hôn với nhau Chị nói như vậy em hiểu chứ Em hiểu Hôm nay em đi rồi Chị không cần phải quá lo lắng chuyện đó Chị cảm ơn em bởi vì em hiểu dùm cho chị Thật sự cảm ơn em Anh Cảnh là tất cả đối với chị Tại thời điểm này Dạ vâng, chị yên tâm Giữa em và anh Cảnh chỉ là chuyện của quá khứ <laughs> hy vọng là vậy em ạ à. tuyết nhanh chóng rời khỏi nhà cảnh gió ngay lập tức đem chuyện này nói cho cảnh qua điện thoại cảnh trong bộ đồng phục hải quan đang chuẩn bị đi họp cậu cả cô lan ngọc tới tận đây để nói như vậy đấy ạ à? tôi biết rồi cảnh chỉ nói một câu sau đó cúp máy anh ta xem camera ở nhà thấy tuyết đang rời đi anh ta thở dài. Yến là một kẻ mưu mô, cô ta âm thầm thuê người tới đốt nhà của Tuyết. Ngay khi cô ta về thì đốt. Dạ vâng. Yến mỉm cười. Và rồi, tất cả mọi tội lỗi đều dồn hết cho em gái Lan Ngọc ngu dốt à. Yến tự nói và tự cười lớn một mình bên trong căn phòng. Tuyết trở về nhà thu dọn đồ cùng với mẹ con xin truyền công tác tạm thời xuống quảng ninh vì dưới đó cũng thiếu nhân sự bà cũng tiện để thăm cu tôm mẹ sáng ngày mai hai mẹ con mình đi sớm chưa mẹ sốt ruột bố con lắm rồi dạ vâng may là mọi chuyện đều suôn sẻ bố phẫu thuật thành công rồi mẹ ông ấy có làm sao chắc mẹ không sống nổi tuyết à thôi mà mẹ ông bà tôm phải khỏe mạnh để còn bế cháu ngoại chứ ạ à? Thế con có gặp cu Bin không? Con của chị Vân thế nào rồi con? Từ hôm ở đấy con chưa gặp mẹ. Nếu như con gặp, con chụp cho mẹ xem. Nó cao lớn thế nào nhá? Chưa con ghét thằng bé. Bởi vì con nghĩ sinh thằng bé chị Vân mới mất. Bây giờ con nghĩ lại. Đúng là ngày đó, con có suy nghĩ thật nông nổi mẹ. Nó là đứa thiệt thòi con ạ. À. Khổ thân lắm bây giờ bố nó đi lấy vợ rồi nó còn khổ hơn con biết rồi mẹ mẹ nghỉ ngơi đi ngày mai hai mẹ con mình đi sớm à thằng mạnh nó lại gửi đồ đấy con bận quá chưa nói chuyện với mạnh được để ngày mai con gọi phải nói chuyện cho rõ ràng con à hôm đó tại nhà hàng lan ngọc đưa cho cảnh xem mấy mẫu chụp ảnh cưới anh xem kiểu này có được không tùy em đi cái gì cũng tùy em anh này kiểu như là anh không thích nói chuyện với em vậy từ khi nào người ở nhà anh lại được em quyết định nên đi hay là nên ở lại thế cô ấy nói với anh rồi à chuyện trong nhà anh chả có cái gì là anh không biết nhưng em nói đúng em lo lắng khi mà cô ấy cứ ở bên cạnh anh em không có tự tin vào bản thân của mình nếu như vậy thì khó làm vợ anh lắm em em chỉ là vì muốn anh là của riêng em anh chẳng là của riêng ai cả anh là anh và em em hãy là chính em đi lan ngọc tái mặt khi nghe câu nói này của cảnh đêm hôm đó mùi khói bốc lên mẹ tuyết ra mở cửa thấy cháy bà ôm miệng bởi vì mùi khói tuyết chạy xuống bà vội vàng xua tay chạy đi con chạy đi tuyết nhanh trí lấy chăn chùm vào người rồi ôm mẹ chạy ra bên ngoài ra bên ngoài hai mẹ con nhìn ngọn lửa đang cháy bùng lên dữ rồi. Hàng xóm kêu gào. Cháy rồi, mọi người, cháy rồi, nhà cái tuyết bị cháy. Tuyết thấy có một cô gái cứ đứng lấp ló bên cửa chuồng bò. Cô liền rình rình rồi lại gần. Cô tóm lấy tay cô gái đeo khẩu trang. Cô là ai? Thấy tay của cô ta cầm can xăng. Á à, ta hất tay của Tuyết và nói lớn. Đây là lời cảnh báo của chồng cũ, Hãy nhớ lấy. Nói xong à ta đầy tuyết ngã và bỏ chạy. Là anh ta sao? Anh ta cho người đốt nhà mình sao? Tại sao chứ? Tuyết tức giận và ngay lập tức gọi điện cho cảnh. Thằng khốn kiếp, tôi đã làm gì anh? Tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi hết lần này đến lần khác như thế? Anh muốn giết tôi à? Tuyết lúc này bật khóc vì âm ức và cảnh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi hận anh. Anh đốt nhà tôi anh vui lắm hả? Đổ chết tiệt. Tuyết vội vàng cúp máy. Cảnh gọi lại nhưng cô không nghe. Anh ta lập tức lái xe, lên nhà Tuyết. Lên tới nơi căn nhà của cô chỉ còn một đống cho tàn. Hàng xóm nói rằng nhà bị cháy rụi. Hai mẹ con đang ở nhờ nhà họ hàng trên đầu làng. Cảnh liền tới đó và thấy Tuyết đang ngồi khóc ở ngay đầu ngõ. Chân tay của cô lấm lem. Anh bước lại gần, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cô lại càng khóc to hơn mẹ ơi là mẹ mệt mỏi thực sự nói đi có chuyện gì cô nói cái gì mà không đầu không cuối anh đốt nhà tôi thì tôi sống thế nào đây hả thằng khốn cô bị điền đi à tôi đốt nhà cô để làm cái gì thế mẹ đâu rồi mẹ đang ở bên trong với bác nhưng mà có người nói rằng anh đốt có ai đi thuê người đốt xong lại tự khai ra cái người đi thuê không cô đúng là bị ngốc à cảnh kéo cánh tay của tuyết lên xe tuyết giật mãi không được anh ta đưa thẳng cô đến khách sạn của nhà họ vũ tại hà nội quản lý nhìn thấy sếp đến liền vô cùng kinh ngạc dạ anh ạ ừ đánh xe cất cho anh nhé dạ vâng nhưng anh đưa tôi đến đây làm gì tuyết giật tay và hối hả cô không thấy cô đang trông rất là bẩn à tôi sẽ điều tra rõ chuyện này bây giờ cô nghỉ ngơi đi tôi buồn ngủ lắm rồi tuyết bước vào thang máy nhưng cô lại chợt nhận thấy có điều gì đó sai sai tuyết vội vàng bấm dừng thang máy tôi tôi về nhà bác tôi được rồi anh không cần để ý tới tôi tôi lên tận đây không phải để nghe câu nói này vậy anh muốn nghe câu gì chứ lên phòng đi chúng ta nói chuyện tại sao không nói luôn ở đây ở đây không tiện cô đừng có nghĩ linh tinh vụ cháy nhà này tự dưng có kẻ đổ cho tôi tôi phải điều tra rõ ràng nghe cảnh nói như vậy tuyết mới thở phào nhẹ nhõm lên tới phòng anh đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng anh đưa cho tôi làm gì cô định tắm xong không mặc cái gì à có thể là cô không cần áo nhưng mà áo này của tôi không phải là áo của người lạ đâu phòng này cũng là phòng của tôi mỗi khi tôi lên hà nội đi công tác vâng ạ à. Tuyết gãi đầu thở dài bước vào nhà tắm. Cảnh thay đổi sắc mặt khi châm thuốc lên miệng, rồi hút và gọi cho đệ tử. Điều tra cho anh vụ hòa hoạn, nhớ là điều tra kỹ kẻ đứng sau là ai. Nó đốt nhà Tuyết và đổ tội cho anh đấy. Có chuyện như vậy sao anh? Vậy Tuyết có làm sao không ạ? À? Trước mắt thì không thấy sao, nhưng mà căn nhà bị cháy rồi. Sau khi thủ tục với bên chữa cháy xong xuôi, thì cậu phải cố gắng khắc phục cố gắng xây lại căn nhà giống cũ nhất có thể em biết ngay mà biết cái gì sếp đang còn quan tâm đến vợ lắm chỉ là cảm thấy phải có trách nhiệm trong chuyện này cậu cứ làm việc đi dạ vâng anh cứ yên tâm mọi việc cứ để em sếp à đêm nay vui vẻ nhá này không phải như cậu nghĩ đâu dạ vâng em nghĩ sao không quan trọng bằng tuyết sếp à sếp cứ vui vẻ đi ạ à. bảo cúc máy Cảnh cảm thấy khó xử khi muốn giải thích rằng mình không có ý gì với Tuyết, nhưng lúc này Tuyết bước ra ngoài với cái đầu ướt, vừa đi cô vừa lau tóc. Đôi môi của cô đỏ mọng, cặp chân trắng nõn mấp mé sau mép áo sơ mi, chiếc sơ mi của Cảnh giống như một chiếc váy đối với cô. Giây phút này anh chăm chú nhìn cô, anh nuốt nước bọt và rung động khi thấy vợ của mình. Tuyết giờ máy sấy lên để xấy tóc, gương mặt của cô hất qua hất lại khi sấy tóc làm cho anh thẫn thờ. Đúng lúc chiếc áo của Tuyết bỗng bung hết cả cúc, cô tơ hờ khi bên trong không mặc đồ lót, cảnh thì đứng đối diện với cô. Cô lao công của khách sạn ở bên dưới, nghe quản lý nói rằng xếp đến, bà nói chuyện với cô gái làm lễ tân, vẻ mặt lo lắng. Này, liệu cậu ấy có mặc đồ không nhỉ? Cô lại động vào đồ hay làm sao mà nói thế? Ôi giời, cô mượn một cái áo sơ mi xịn để mai con trai cô đi ăn hỏi Cô để lại đúng một cái cũ của con cô vào đấy Thế rồi Ăn hỏi xong cô đổi lại Trong tủ có 5 cái áo sơ mi Chắc là cậu ấy Không lấy đúng cái đều đâu nhỉ Ôi giời hên xui cô à Cháu chịu cô Quản lý mà biết là chết đấy Thì cô biết đâu lại ra đúng lúc Giữ cái mồm đấy cô xin cho mày vào đây Cô mới dám tâm sự với mày đấy Thế ngày mai Cô trả vào nhá Ừ, biết rồi. Tuyết vội vàng kéo áo lại rồi chạy lên giường. Cảnh không biết phải nói gì, anh ta ấp úng. Này, anh cố tình đi à? Sao anh khốn nạn thế à? Tôi, tôi không hiểu tại sao cái áo đấy. Anh bảo là anh toàn đồ xịn. Làm sao có chuyện cái áo mới ẩm ẩm nước một tí mà mủn cả cúc thế này. Anh cố tình, đúng là đồ đều. Tôi nói rồi, tôi không biết. Thế mà tại sao cô không tin tôi nhỉ? anh bước đến gần cô thì vội vàng cô ném gối vào người của anh tôi không tin nhất là anh lại càng không thể nào tin được anh là loại đàn ông mà ai cũng có thể ngủ cùng chỉ một lần duy nhất với anh anh còn cưỡng bức tôi còn tôi tôi phải yêu tôi mới cho chạm vào người tôi đó là điều thiêng liêng nhất trong tình yêu anh không biết à thế á, ai đảm bảo rằng đêm hôm nọ người đàn ông kia chưa làm gì cô thì tôi chắc chắn là không có gì anh ở đấy cơ mà biết đâu được đừng nói cái giọng đấy nói như thế là thế nào ý trời để tôi kiểm tra xem nào kiểm tra cái gì anh nói cái gì thế à anh quay mặt đi để tôi thay quần áo thế quần áo ở đâu mà cô thay đây cảnh cởi bỏ chiếc áo phông trắng anh ta đang mặc trên người sau đó cởi bỏ khóa quần này anh cởi áo làm cái gì hả không những cởi áo, mà tôi còn cởi quần đây này. Anh bệnh hoạn đâu vừa thôi chứ. Làm sao có thể tự tin cởi đồ trước mặt người khác như thế? Tôi... tôi không còn là vợ của anh. Anh phải nhớ điều đó. Người tôi đâu có sẹo hay xấu xí gì đâu. Tại sao tôi lại không thể nào tự tin để cởi đồ của mình? Nói như thế mà nói được. Tuyết tức giận bỏ chăn ra khỏi mặt, thì cành lúc này đã nằm lên người của cô, mặt anh ta chạm sát vào mặt của Tuyết vậy thì cô thích tôi phải nói thế nào tuyết vùng dậy bỏ chạy cành kéo chiếc áo rách toạc tuyết kéo áo lại rồi bật khóc ngon lành anh tránh xa tôi ra tôi xin anh đấy xin sò cái gì chống cự khiến cô thêm mệt thôi dù sao thì tôi cũng chỉ động vào cô đúng một lần mà cô lại có thai còn chưa thưởng thức được hết cô đấy anh ta lấy ngón tay xoa nhẹ lên môi của tuyết hơi thở của cô lo lắng thở trên ngón tay của anh ta càng khiến cho cảnh phấn khích tuyết lắc đầu anh đừng làm gì tôi cả cảnh đặt ngón tay lên môi của cô anh ta tiến lại gần cô rất nhanh rồi cắn lên bà vai của cô anh chỉ muốn tôi những lúc thế này thôi anh là đồ đều tôi là đàn ông tôi có thể tìm bất cứ người đàn bà nào để quan hệ chỉ cần tôi thích và cô không ngoại lệ nên cô đừng có bướng lan ngọc ở tại nhà gọi cho cảnh không được cô ta cũng nhận được tin cảnh ra ngoài từ lúc đêm vẫn chưa về cô ta lo lắng anh ấy đi đâu chứ anh ấy đi làm hay là như thế nào sao dạo này mình bất an thế này kể từ khi cô ta xuất hiện yến cũng không đáng lo bất cứ cô gái nào tiếp cận anh ấy mình đều không lo bằng cô ta bởi vì bọn họ còn ràng buộc nhau bởi một đứa trẻ chỉ cần đứa trẻ chết đi tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc Tuyết tát bốp vào má của Cảnh. Mãi một lúc sau anh ta mới chịu buông. Tuyết thở hồn hền. Cảnh lấy khăn lau máu trên miệng và cười nhếch miệng. Cô không cưỡng lại được tôi đâu. Một vòng tay của tôi có thể ôm trọn cô cả đời. Cô đừng có phí sức. Nhưng tại sao anh cứ muốn làm khổ tôi? Anh trả đạp tôi. Anh vui lắm à? Ừ, um, rất vui. Tuyệt tức giận giờ tay định tát thêm một lần nữa nhưng lại bị anh giữ chặt. Anh bỏ tôi ra. Tôi cho cô tát một lần. Không có nghĩa rằng được tát lần hai. Anh ta hất tay của Tuyết rất mạnh. Cô đập lưng vào đầu giường. Còn anh ta tiến sát lại hơn. Kéo chân của Tuyết nằm xuống. Rồi chui vào chăn rất nhanh để ghi chặt lấy cô. Trong chăn hơi thở của anh ta đầy vẻ phấn khích. Nhỡ lại cô bầu thì tôi chết đấy. Nếu như có thì lại đẻ thêm. Thêm con thì lại càng thích. Rồi anh lại đem con đi tôi sợ lắm tôi không được gặp con ngoan đi cô ngoan tôi cho cô ở bên cạnh con chỉ cần cô ngoan thôi cảnh lấy tay lau nước mắt cho tuyết tôi có thể đi bây giờ có được không tôi nghĩ chúng ta không nên có gì với nhau tôi cô nghĩ trong tình trạng này cô còn có thể đi sao tôi không cho em đi lan ngọc vội vàng hẹn gặp cô giúp việc ở nhà họ vũ ngay trong đêm và đưa ra một lời đề nghị cô đầu độc thằng bé đi tôi cho cô ba tỷ số tiền đó cả đời cô cũng làm không ra được đâu nghe nói con trai của cô trong miền nam lại đang nợ nần khó khăn xong vụ này cô xin nghỉ luôn là hợp lý sẽ không có ai biết về loại độc dược này bởi vì nó không màu không mùi không có vị nhà họ người làm nhiều lắm nên trách nhiệm sẽ thuộc về người khác Tôi phải được làm mợ cả nhà họ Vũ và không có một chướng ngại gì. Thằng bé đó nhất định phải chết. Người giúp việc nghe đến tiền là đôi mắt lại sáng rực và có vẻ như bà ta sẽ bất chấp tất cả để có được tiền. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Lật Mặt, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, cô gái tên Tuyết của chúng ta đã được gặp lại con trai của mình sau 2 năm xa cách. Đúng là một người mẹ còn non nớt thì suy nghĩ của cô ấy chưa được trưởng thành khi mà dùng con dao đâm vào trái tim của mình để làm tổn thương chính mình và làm tổn thương cả con trai. Nhưng mà sau tất cả thì cảnh lại có thể đối xử với cô hoàn toàn khác biệt giống với những người khác anh ta không hề biết rằng anh ta đã dành tình cảm đặc biệt cho cô và đó chính xác là tình yêu. Vậy thì tập 6 của câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Và quý vị ơi hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.